Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc năm 2023 đã ghi nhận nhiều ý tưởng tốt đến từ học trò miền núi. Trong đó có ý tưởng kinh doanh trà dâu mèo của nhóm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Liền, huyện Bắc Hà. Đây là dự án duy nhất của tỉnh Lào Cai tham dự vòng chung kết cuộc thi này và xuất sắc giành được giải ba. Trở về từ cuộc thi khởi nghiệp, ngoài thành tích giải ba chung cuộc với dự án trà sâu mèo và phần thưởng động viên khích lệ, nhóm học sinh này còn có được sự tự tin nhờ kỹ năng thuyết trình trước đám đông, thêm những hiểu biết đáng quý về những cây thuốc mà các em vẫn gặp hàng ngày trong cuộc sống. Khi tham gia dự án này thì cô giáo đã hướng dẫn thêm chúng em về công dụng và biết thêm tác dụng của nó. Bọn em làm được cái trà này rất là ý nghĩa đối với em. Là một loại thảo dược quý, cây dâu mèo thích nghi với nhiều loại đất, có thể trồng xen canh dưới tán cây ăn quả. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, từ những vạt dâu mèo được trồng trong vườn trường, nhóm dự án đã tự tay thu hoạch, sơ chế, đóng gói thành các sản phẩm hoàn thiện như thế này. Nhà em thì có trồng và nhà ông bà thì cũng có trồng, nhưng mà chỉ trồng một mảnh vườn nhỏ nhỏ và khá là ít. Sau khi tham gia dự án này về thì em cũng đã nói với bố mẹ và với ông bà về tác dụng của cái cây này. Và ông bà và bố mẹ thì cũng có cái định hướng là sẽ trồng cây này thật nhiều hơn ạ. Lần đầu tiên tham dự sân chơi khởi nghiệp, nhà trường không đặt mục tiêu hướng các em tiếp cận với việc kinh doanh khi còn đang học. Điều quan trọng hơn cả là những ý tưởng được nhen nhóm xuất phát từ thực tế cuộc sống, gần gũi, thiết thực, hướng tới cộng đồng, có thể kết nối giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, doanh nghiệp cùng tham gia hiện thực hóa những ý tưởng đó. Nó thiết thực ở chỗ là bởi vì đây là cây dược liệu nó có sẵn ở địa phương thì chúng ta có thể khai thác. Ở tại địa phương là đã có một doanh nghiệp sừng chè và chúng tôi đã tiếp thu những cái ý kiến từ sự trợ giúp và góp ý của doanh nghiệp sừng chè. Có cái dự án là phát triển cái vườn cây của em tại nhà, gia đình của chính các em. Mỗi em sẽ có một cái vườn cây về cây dâu mèo tại địa phương. Và đối với nhà trường thì cũng rất mong các cơ quan ban ngành có những cái dự án để phát triển cây dâu mèo và phát triển cái sản phẩm này là một cái sản phẩm có thể là một sản phẩm OCOP của xã. Để khởi nghiệp thành công cần có nhiều yếu tố, nhưng có được ý tưởng độc đáo chắc chắn sẽ mang lại lợi thế. Với niềm tin đó, học sinh dân tộc thiểu số vùng cao Lào Cai hăng hái hơn với những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, mạnh dạn, tự tin xây dựng tương lai.